Hello mọi người, hiện tại thì mình vừa mới vào trong sân bay Tân Sơn Nhất mà ga quốc tế. Lâu lắm rồi mới đi nước ngoài đúng không mọi người? Và như là mọi người cũng đã xem ở trên title thì biết là chắc là tụi mình đi Thái Lan, Bangkok. Đây mình coi một cái bản thủ tục nè mọi người. Thì cái chuyến của mình là của Vietjet đi Bangkok. Tụi mình đã chuẩn bị sẵn vé rồi, bây giờ thì đi thôi. Hello anh Khoa. Hello. Mọi người thấy là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nè, bữa nay cũng vắng, không hề đông luôn. À, cái line của tụi mình là không có hàng xếp luôn. Đây đã tới cửa Vietjet Thái Lan. Rồi tụi mình sau khi mà check in vé xong á mọi người, nói chung á là mấy bạn ở đây sẽ kiểm tra kỹ của tụi mình những cái giấy tờ này kia, ok hết thì sẽ cho hành lý qua. Và hành lý xong hết rồi thì bây giờ tụi mình sẽ đi vào trong cổng hải quan. Đây vé rồi, tụi mình vừa mới đi qua cổng hải quan kiểm tra hành lý này nọ thì nói chung là cũng rất là nhanh, thậm chí là tụi mình còn cảm giác là thủ tục đi quốc tế còn nhanh hơn là đi nội địa nữa, tại vì nó vắng á, nó không có đông. Bây giờ thì đi lên để tìm xem là ở trên này có bán cái gì ăn không. Burger King đóng cửa, Phúc Long đóng cửa. Bình thường á là tụi mình sẽ ngồi đây ăn nè, xong mình có thể ngắm được máy bay này kia đi quốc tế nè mọi người. Mọi người có thể ngắm được máy bay từ trên cái sảnh này. Cái sảnh này sảnh đồ ăn của sân bay quốc tế nè. Nhưng mà vắng hoe luôn. Ở đây thì nó vẫn sẽ có một số cửa hàng miễn thuế bán đồ ăn nè. Hay là ở bên này thì sẽ có bán rượu, nước hoa này kia thì vẫn mở. Nhưng mà cũng lưa thưa lắm. Nè mọi người nhìn sân bay Tân Sơn Nhất nè. Trời ơi, cái quang cảnh cách đây 2 năm là cái con đường này nó nhộn nhịp dã man luôn á, bán đồ đủ thứ hết. Nhưng mà đợt này thì không có ai hết luôn. Lúc đi á thì mình có đổi đô để chuẩn bị mang đi, nhưng mà mình quên đổi một ít bạc Thái. Tại vì đi qua sân bay bên đó thì mình có thể phải mua sim hoặc là mua cái này mua cái kia gì đó thì phải chuẩn bị trước một ít bạc Thái. Cho nên hồi nãy cũng ở sân bay thì có chỗ đổi luôn nha mọi người. Hôm qua mình cũng có coi một số bạn review á, thì là mùa này vắng cho nên là tất cả mọi người sẽ đều được đi ống lòng chứ không cần phải đi xe trung chuyển nữa nè. Mà thấy mọi người thấy là vẫn còn trống nè, đâu có quá đông để mà phải đi trung chuyển đâu, cho nên là hiện tại thì bay vẫn thoải mái. 84 kitchen bar. Mình có phở phải không? Dạ có, mình có 4 loại trưng bày luôn. Hai loại thịt là có thịt gì nữa? Dạ mình có tái nạm bắp, gà viên, anh muốn chọn loại nào cũng được. Vậy cho anh một tô nạm viên. Dạ rồi. Mình sẽ lựa nước đóng chai. Ở đây giá đô không à? Mình cầm mấy đi ta? À, không, một ly thôi. Dạ rồi, cũng 13 đô, 80 cent tiền Việt của mình là 314. Mọi người ơi, có 2 triệu phái du lịch nhưng mà mới là mang bánh. Như có một cái ly nước nữa. Thật là tiện, thật là tiết kiệm. Còn một người tốn 300 mấy chục nghìn cho một tô phở với lại một lon nước ngọt. Cái này là chuyện không có tiền, không có gì tiền. Mời mọi người ăn ăn trưa cùng với mình nhé. Một tô phở. Tô phở này nếu đúng là giá 200 mấy chục nghìn, 10 đô mấy. Tính họ tính tiền đô, trong mấy quốc tế họ tính tiền đô. Mình đi qua Thái thì ngày đầu tiên mình sẽ đặt một khách sạn đó. Sạn đó sẽ cho xe ra sân bay đón tụi mình về khách sạn luôn. Và mình test Covid PCR. Rồi mình sẽ ở trong một khách sạn khoảng từ 4-5 tiếng đó chờ kết quả PCR. Khi nào mà có kết quả âm tính thì tụi mình sẽ được đi ra ngoài để đi chơi, để đi thoải mái. Còn nếu mà dương tính thì mình sẽ bị bế đi cách ly ở bên Thái. Nói chung là thủ tục bây giờ hiện tại là như vậy. Mình thấy có nhiều nơi, nhiều nước bây giờ mở cửa rồi mà chỉ cần test nhanh tại sân bay ở bên đó thôi. Mà nếu dù âm tính là đã được thoải mái rồi thì không cần phải cách ly, không cần phải đặt khách sạn ngày đầu tiên, không cần phải đặt xe, nói chung là không cần phải tốn nhiều chi phí. Thì mình nghĩ lúc đó mọi người sẽ nên đi, và bây giờ thì kiểu đi nó hơi bị đường đèo phức tạp á. Mình có thắc mắc là hôm nay mình mang cái gì đi Thái không? Trong một chiếc túi ba gang như vậy
Đây là cái túi bạn đã tặng rất là thích luôn. Mình sẽ quay in máy bác cho mọi người coi nha. Đây rất là laptop. Thì nếu mà các bạn nào mà đi du lịch nhờ nhiều bay quốc tế, bay trong nước cũng đều phải không được bỏ laptop vô trong hành lý ký gửi nha. Bạn nào mà chưa đi bao giờ thì mình lưu ý là laptop hay là máy chụp hình hay là pin sạc dự phòng á thì mình phải bỏ vào trong hành lý xách tay, mình xách lưới bay. Cho nên là trong cái túi của mình thì mình bỏ keo laptop nè. Ở trong này thì có mic, cái mic mà mình đang đeo ở đây. Thì cái hộp mic nó gì vậy? Đây là cái túi đựng của cái hộp đó. Đây của hiệu Steramonic. Còn đây là một cái tai nghe chống ồn. Thật ra cái tai nghe này mình mua về là để mình đi ra ngoài cà phê làm việc này nọ, nhưng mà mua về xong rồi mình dọn về nhà có văn phòng làm việc, cái mình làm việc ở nhà mọi người, mình không có đi ra ngoài nữa. Cái tai nghe này bây giờ nó biến thành một cái tai nghe đi sân bay của mình, tại vì nó chống ồn cực kỳ là tốt luôn. Cho nên là khi mà mình lên máy bay mình ngồi á, mình đeo tai nghe này á thì sẽ không có bị nghe tiếng. Thứ nhất là tiếng trẻ em khóc cái gì trên máy bay là mình sẽ không nghe. Thứ hai là cả tiếng động cơ máy bay mình cũng không nghe luôn, mình chỉ nghe tiếng nhạc trong cái tai nghe của mình thôi. Đây là một cái máy kiến Moonshot. Mỗi lần mình đăng cái máy kiến thì là rất là nhiều người hỏi máy kiến mua ở đâu nha. Máy kiến này là của hiệu Moonshot, mình mua ở trong Taka ở đâu đó khoảng 2 triệu mấy tầm đó. Khẩu trang đi du lịch thì tôi khẩu trang mình mang thêm túi cái này cỡ 10 cái. Một chai xịt cồn sinh kịch khử khuẩn. Bây giờ đi tới đâu thì cũng phải kỹ càng thôi đúng không mọi người? Pin sạc dự phòng đó, để mình nói với mọi người là khi mà đi bay quốc tế hoặc là bay ngoại địa gì đó thì mình phải bỏ pin sạc dự phòng vào trong cái hành lý xách tay nha, không được bỏ vô ký gửi. Một cái quạt cái quạt cũng chỉ để đi du lịch những cái chỗ nóng, ví dụ đi biển hoặc là đi nếu mình đi Thái, mình biết là thời tiết của mình Thái nó rất là nóng, cho nên là mình đã thủ thêm một cái quạt này. Thì có chuyện máy tính thì sạc máy tính nè, hết rồi mọi người. Túi nhỏ này nữa thì túi nhỏ này mang theo là tiền bạc, điện thoại, passport. Đây là một cái bóp mình xài kiểu như là thẻ ở Việt Nam, là giấy tờ của Việt Nam và tiền Việt Nam. Mình sẽ để riêng một bóp tại vì trong này có bằng lái, có giấy tờ bất cứ đó. Rồi có một cái bóp này thì mình sẽ để tiền để đi du lịch thôi. Tiền này á là tiền đô mình mang theo, với lại tiền bạc Thái nè. Cái này là có tiền 1.000 bạc Thái nè mọi người. 1.000 bạc Thái này á là cỡ 760.000 để mình đổi ở sân bay bên nhất luôn á. Mình đổi 3.000 để mình mua sim, mình mua minh tinh ở sân bay Thái thì mình có thể mua. Chứ qua tới đó là không có tiền thì không xài được. Mình đổi đô mình mang theo. Mọi người biết sao bình thường mình hay đổi đô, mình không đổi tiền Thái không? Tại vì bình thường mình hay mang dư một chút xíu á, cho nên là mình cứ mang đô đi xong rồi mình đi qua đó, mình xài tới đâu mình đổi tới đó. Ví dụ như mình đi mình sẽ đổi trước khoảng 200-300 đô, mình xài hết xong mình lại đổi tiếp. Còn nếu mà dư tiền đô thì mình mang về cất luôn, chứ mình không cần phải đổi hồi lại qua tiền Việt nữa. Bây giờ thì ngồi chờ máy bay của Vietjet, không biết mình bay Vietjet. Giờ về mình đi Thái mình ngồi khứ hồi luôn, mình mua vé là khoảng 4 triệu mấy khứ hồi hành lý luôn. Còn lúc mình mua là 4 triệu mấy là vẫn còn mắc, mà với mình còn bị một cái ngu nào đó là muốn đổi ngày, xong mình phải đổi ngày một chiều đổi một người là rất là ngu. Cho nên là các bạn lưu ý khi mà book thì mình nhớ kiểm tra kỹ là thông tin kiểu vé này rồi giá tiền này kia để chính xác để đảm bảo mất tiền không như mình. Thế là mọi người có thấy ở bên ngoài trời đang mưa không? Bây giờ đó là 1:30 nè, 1:50 bay mà bây giờ trời bên ngoài mưa trắng trời luôn. Mình không thấy một cái chuyến bay hay là một cái máy bay nào bay lên bay xuống được nữa hết. Cho nên là không biết là có bị delay hay không. Máy bay của mình thì tới rồi nè. Mọi người có thể thấy là thấy như kia nè. Nhưng mà mưa to luôn. Nãy giờ mưa mọi người, cho nên là delay khoảng nửa tiếng. Cái chuyến bay của mình là 1:50. Cho nên bây giờ là 2:20 rồi. Mới được lên máy bay, không biết chuyện nào bay nữa. Nè mưa, nhưng mưa nó cũng tạnh rồi nè. Bữa nay được tiên ống lòng với lại cũng không có quá đông á. Bình thường mấy bạn bay chuyến bay nội địa hiện tại thấy là những cái đường vào nó rất là đông, nhưng mà hôm nay hình như là ít người đi Thái hay sao á. Đây mình lên máy bay rồi. Máy bay hôm nay tụi mình đi thì cũng không có đông. Mình nghĩ là máy bay vắng lắm luôn á. Chắc được 1/3 số khách trên máy bay. Và trời ở ngoài cũng tạnh mưa rồi. Cho nên là ở lấy bay bắt cười nói tiếng Việt cũng người Thái luôn. Rồi ở trên bay cũng nói tiếng Thái luôn. Mấy cái tờ này nè mọi người, cái tờ này cũng có tiếng Thái, tiếng Việt và tiếng Anh luôn. Ở
Nói chung là một phiên bản của Vietjet ở Thái chứ không phải là máy bay Vietjet Việt Nam bay nha. Tính là 2 năm hơn rồi tụi mình mới được bay quốc tế cho nên hôm nay tụi mình bay cảm giác rất là vui. Mọi người ơi, như vậy là cũng đã đáp tới sân bay Suvarnabhumi của Bangkok rồi. Và bây giờ thì tụi mình sẽ đi đến cổng hải quan để check Thai Pass này kia mọi thứ. Rồi ra lấy hành lý, đi ra ngoài. Chung là cảm giác mà đáp xuống trời nó vui, dễ mang vui. Bây giờ thì mình đang ở trong sân bay rồi, mọi người thấy cảnh này. Các bạn nào mà mình đi Thái rồi á, mình có thấy cái cảnh này nó quá là thân thuộc. Sân bay Suvarnabhumi siêu đẹp luôn mọi người nè. Bây giờ mình đáp tới là khoảng gần 5 giờ chiều, tại hồi nãy delay do thời tiết á, cho nên là gần 5 giờ chiều mới đáp. Nhưng mà lúc này thì đang còn nắng rất là đẹp và sân bay thì phải gọi là siêu to khổng lồ. Đây tụi mình đã đến gần tới cái chỗ mà kiểm tra Thái Pass rồi nè mọi người. Mọi người thấy trong những cái vlog gần đây của các bạn review mà đi Thái này kia thì sẽ thấy rất là quen thuộc, một hàng ghế màu xanh. Nếu khi mà đông thì chắc là phải ngồi chờ, nhưng mà cái chuyến bay của mình ít người á, cho nên là mình thấy là đi thẳng xuống cái cổng kiểm tra luôn. Tụi mình vừa mới ra khỏi khu hải quan rất là nhanh mọi người ơi. Mọi người tới cái khu hải quan của Thái mọi người sẽ thấy là nó rất là hiện đại. Mình quẹt vân tay, người ta chụp hình, người ta quẹt làm rất là nhanh. Và rất là nhiều quầy để làm. Đây là cái line của tụi mình lấy hành lý cho. Rất là xịn ha, đúng không? Một chiếc vali màu đỏ. Còn cái vali của mình, mình thích cái line lên này giả mang luôn á mọi người nè. Hành lý nó sẽ chuyển từ ở dưới lên á. Này chắc của mình nè. Tụi mình vừa mới ra khỏi sân bay rồi mọi người ơi. Bây giờ thì chắc là sẽ đi mua sim. Ở đây thì nó sẽ có nhiều hãng sim lắm. Nhưng mà mình thì mình sẽ ưu tiên xài đi tắt. Vì mình đã xài 1-2 lần rồi. Đây, đi tắt đây. 7 days. À, mua này hả? 300 mèo rồi. Ok, 2. Đây tụi mình đi 7 ngày cho nên là sẽ mua cái gói này nha mọi người. Cái này á, thì 199 bạc nhưng mà cái tốc độ nó sẽ là tốc độ thấp. Còn tốc độ này là max speed luôn nè. Và 15GB luôn. Và 299 bạc thì nó mắc hơn 100 bạc là hơn có 70 ngàn thôi. Mình sẽ đưa điện thoại cho người ta cài luôn. Và hai sim thì cần một cái passport thôi. Đó thì họ sẽ cài luôn cho tụi mình. Thank you. Đó, hiệu đi tắt nha. Nè, đây mọi người. Vừa ra sân bay thì mọi người sẽ thấy rất là nhiều những cái quầy như vậy đó nè. AIS, đi tắt với lại True. Mình nhớ có hãng True màu đỏ, nhưng mà mình thấy đi tắt là làng ok nhất. Cho nên là mọi người nếu mà đi Thái thì có thể. Ok, bây giờ thì tụi mình sẽ cùng đi tìm cái chỗ khách sạn này. Nói chung là khi mà đi ra thì họ sẽ dặn tụi mình là ở cổng số 8. Rồi mình sẽ đi tìm những cái bảng tên của họ. Ở đây có rất là nhiều những cái quầy, có những cái bảng tên của khách sạn này, khách sạn kia gì đó. Thì tụi mình sẽ tìm cái đúng cái tên của mình. Đơn vị luôn phòng luôn. Ở bên khách sạn này họ sẽ xác nhận thông tin của mình là hai người như vậy vậy. Xong rồi bây giờ thì tụi mình sẽ chờ ở đây khoảng 10 đến 15 phút gì đó để họ sắp xếp xe đưa mình về. Hey, mọi người thấy là quan cảnh sân bay hiện tại thì rất là nhộn nhịp không? Những cái bạn mà đón từ khách sạn đó mọi người ai cũng mặc áo vest rất là lịch sự nha. Nói chung là họ làm rất là chuyên nghiệp. Đây mình có thể quay cho mọi người coi là cái chỗ tụi mình đứng nè. Đó, sân bay của người ta rất là to. Mọi người thấy đi rồi mới thấy là sân bay người ta đẹp cỡ nào, rất 3-4 tầng luôn. Mà vẫn đây mình đang ở tầng 2 nha mọi người, là vẫn xuống tầng 1 để mà có thể đi những cái public transport station, đó là những cái xe công cộng nè. Hoặc là đi xuống tầng B luôn là để đi một cái airport railing. Aerolink là cái tàu điện á mọi người, cái tàu điện mà về trung tâm Bangkok á. Nhưng mà bình thường thì mọi năm mình đi Thái thì vẫn đi cái tàu điện đó. Nhưng mà năm nay thì phải đi xe khách sạn rồi. Rồi bây giờ thì đã có một bạn dẫn tụi mình ra xe rồi mọi người. Các bạn nào mà ở Novotel giống như tụi mình á thì ở cổng số 10 nha.
các bạn đi ra mà không biết ở đâu thì cái khu vực này là khu số 10, tổng số 10. Rồi bây giờ thì tụi mình sẽ đi ra xe thôi. This one super big. Yeah right. Me. Okay. You passport. Okay. Okay. Then. Hey. Go. Sidewalk. Okay. Hotel. Yes, yes, yes. Tụi mình lên xe rồi và xe thì chỉ có 2 người tụi mình thôi. Và họ có một cái lớp ngăn giống như là ở Việt Nam mình Grab vậy đó mọi người. Cái dispock nữa. Bác Tài ngồi bên phía bên phải luôn nha. Lâu lắm rồi mới đi nước ngoài cho nên là nhìn cái lạ lẫm dở man. Ngày xưa lúc mà mình đi lần đầu tiên qua Thái mọi người mình không biết á, mình lên cái chỗ ghế bác Tài mình ngồi luôn. Tức là mình không để ý luôn á, lúc mình lên mình vẫn lo mình nói chuyện mình cười. Một hồi ông bác Tài cũng chỉ, ủa cái bằng lá, cái cần lá nó đang ngồi ở trước mặt mình mới biết. Đang có nắng chiều nó rất là đẹp mọi người. Bình thường á thì đi từ Suvarnabhumi về Bangkok thì tụi mình sẽ đi tàu điện. Hoặc là nếu các bạn nào đi taxi thì cũng biết là nó là highway, nó là đường cao tốc á, cho nên là cũng sẽ rất là nhanh. Đi từ đây về đó tầm đâu đó khoảng nửa tiếng á. Và trên đường về đó mọi người thì tụi mình chắc là sẽ ghé mình coi vlog của anh Khoai Lang Thang á mọi người. Và anh Khoai Lang Thang cũng mở khách sạn chung giống như mình luôn. Và anh Khoai Lang Thang thì cũng trên đường đi về thì sẽ ghé vào test ở bệnh viện hay là ở đâu đó mình cũng không biết. Giờ test ở ngoài trước xong rồi mới về khách sạn ở. Thì chắc là mình cũng sẽ theo một cái lịch trình y chang như vậy. Bây giờ mình quay cho mọi người coi đường phố Bangkok một xíu nha. Thì tụi mình sẽ đi vào chọt mũi, chọt miệng luôn, cả mũi lẫn miệng. Good evening. Yeah. May I have your passport please? Okay, alright. I have to make some. Okay, I'll be right back for you. Hey, tụi mình sẽ điền tên với lại ký tên nha. The PCR test result will come early morning tomorrow, around 4 a.m. to 6 a.m. in the morning. We will send to your hotel by email. Yeah, thank you. And this is ATK kit. You keep it and test yourself. Test yourself in there first. Yeah, okay. Your passport? Yeah. Okay. What's your name, please? Long. First stick in your nose. Thank you. Okay, have a great time. Yeah, wanna have? Thank you. Họ có đưa thêm một cái bộ kit test nha mọi người. Cái này thì tụi mình sẽ tự test vào ngày thứ 5 ở Bangkok nha. Mình đi tới 7 ngày lận. Rồi bây giờ thì tụi mình sẽ được về khách sạn cách ly. Hồi nãy mình thấy có ghi trong đó số phòng mình 561 thì sao. Nói chung mình đọc lại là anh làm rất là nhanh. Anh test rất là nhanh luôn. Sáng mai sẽ có kết quả. Anh nói là sẽ có kết quả từ 4 giờ đến 6 giờ sáng mai. Và sẽ gửi qua khách sạn by email. Và mình cũng hy vọng là tụi mình đều âm tính để mà có thể đi chơi thoải mái. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ tụi mình đã tới khách sạn rồi và sẽ check in phòng. Tụi mình sẽ đi lên phòng nghe xong rồi, xong thủ tục rồi. Phòng của tụi mình là 2016. Ghế phòng cũng dễ thương ha. Tầng 20 nha. Ở đây thì sẽ có tổng cộng là 29 tầng. Và tầng thứ 29 là nó chắc là mình nghĩ là rooftop. Nó sẽ có cái lounge. 2016 ạ. Thẻ này mở được, thẻ kia không. Một cái ở đây được rồi. Đây là phòng của tụi mình. Phòng cách ly. Phòng cách ly đêm đầu tiên. Dạ. Thank you. Đây, có một cái anh sẽ đưa hành lý lên cho tụi mình. Yeah, thank you so much. Đây, tụi mình sẽ ở cái phòng này một đêm. Cho đến khi nào mà tụi mình có kết quả xét nghiệm âm tính thì tụi mình sẽ được đi ra ngoài. Bây giờ sẽ tranh thủ room tour cho mọi người xem nhé. Nói chung là nó sẽ là một cái phòng basic thôi đó. Một cái phòng
bình thường, có một cái giường bự. Bên này có một cái ghế ngồi chiêu chiêu và đây là view. Bây giờ tối rồi á, cho nên là cũng không có, mọi người chắc không thấy rõ được view ở ngoài đâu ha. Bên này có một cái tòa nhà gì đấy. Rồi vô phòng. Cái phòng của mình thì không có meal, không có đồ ăn trong phòng, cho nên là bởi vậy cho nên giá mới rẻ là đúng rồi. Tụi mình đặt cái phòng này là không rẻ lắm nha mọi người, 4.8 triệu là bao gồm cả tiền test, tất cả mọi thứ ở trong cái phòng này đó. Phòng bên này có một cái bàn có thể ngồi làm việc, tivi, nước, có bình nước nấu, có nước uống, có tủ lạnh. Bên này là toilet, có một cái toilet đứng để tắm, gương. Xin chào, rất là Thái Lan, bên đây mặc đồ rất là Thái Lan luôn. Còn cái toilet seat. Đấy. Tủ. Đó, rất là thích những cái khách sạn nào có cái gương như vậy nè mọi người. Có thể coi được outfit của mình mặc như thế nào. Có bàn ủi nha, có bàn ủi sẵn nha. Có móc nha, có dù nha. Bên này là cái gì thế? Cũng là một cái tủ như vậy, có két sắt. Cái tủ này không mở được. À, cái này là cái ngăn ở ngoài rồi. Sẽ có một cái mã QR để các bạn có thể vào để xem menu. Thì đây, bạn anh Khoa đã mở rồi. Bao nhiêu tiền? 200 mấy chục bạc hả? 220 là khoảng 150 món. Không, đây là mấy cái set đồ ăn sáng. À. Còn món thì... món thì như đồ ăn Thái thì tầm 120, 100 mấy chục bạc thì cũng không mắc lắm. Thì trăm mấy thì có 120 nghìn mình đó mà. Nói chung giá của 4-5 sao như vậy là ok rồi. Pizza thì cũng có 200 mấy thôi. Ngoài ra mọi người, mình thấy mình coi clip của anh Khoai Lang Thang á. Anh Khoai Lang Thang đi vô đây thì anh Khoai Lang Thang có order GrabFood. Có thể order ở ngoài, hồi nãy mình cũng có hỏi mấy bạn ở dưới á là có thể order ở ngoài về không. Thì mấy bạn bảo là ok, các mày có thể order ở đây hoặc là mày có thể order ở ngoài cũng được. Thì mình thấy anh Khoa Lang Thang order về là anh Khoa, họ sẽ gửi sẵn, xong rồi ở dưới sẽ có người mang lên cho mình. Thì tùy mình ha, mình có thể order cái nào cũng được, mình cũng chưa biết, để một hồi mình suy nghĩ rồi mình quay cho mọi người coi. Bây giờ chắc là phải bung đồ nhẹ ra, tắm rửa, nghỉ ngơi một xíu, thì đi từ trưa đến giờ luôn rồi, quá mệt rồi mọi người. Đây cái vali của mình nè mọi người. Mình biết là trong cái bữa khách sạn mình nghĩ là nó sẽ không có meal, cho nên là mình đã thủ theo mì omachi, mì khoai tây, mì trộn, mang theo xúc xích luôn đó, mỗi đứa một hộp là ok. Bạn mình ở bên Thái mọi người còn nhờ mình order mang qua bánh mì Huỳnh Hoa, trời ơi. Nhưng mà đi qua đây rồi thì nó hơi xẹp lép chút xíu rồi, không biết có sao không nữa, nên mình bỏ vô tủ lạnh lại. Mình còn hay mang thêm bịch bánh tráng ở đây, tối nay có coi phim thì cũng có đồ ăn. Đây anh Khoa đang nấu nước sôi làm mì gói rồi mọi người. Và trong khi anh Khoa làm thì chắc là mình sẽ mở app GrabFood ra để xem là ở trên Grab có gì nha. Khi mà mình đi qua Thái á mọi người thì mình vẫn, nó sẽ app Grab á, nó sẽ tự động nó chuyển qua là ở Thái, tức là những quán ở Thái nè mọi người thấy không? Đó, nó sẽ hiện lên những cái quán ở Thái, có thể đặt KFC, McDonald's này kia các kiểu nè. Đó, và mình có thể chọn đồ ăn, mình có thể đi Grab này nọ luôn ở đây luôn. Và mọi người biết sao không? Là khi mà mình nhắn tin cho những cái anh tài xế ở trên Grab á thì nó sẽ tự động nó dịch qua tiếng Thái cho người ta, và người ta nhắn tiếng Thái thì nó cũng sẽ tự động nó dịch qua tiếng Việt cho mình, cho nên rất là dễ, không cần mà không sợ là không biết chữ, không biết đồ đâu nè. Bây giờ thì coi đồ ăn nè, coi food có gì không. Bon chon, có gà bon chon kìa. Về Thái ăn bon chon là chính đúng bài rồi. Để mình coi có mắc không nha mọi người. Nó đại loại nó cũng chắc là nó cũng giống giá Việt Nam thôi, một phần 10 miếng là 300 bạc là 200 ngàn. Đồ ăn Thái rẻ mà, không có mắc đâu. Nói chung là các bạn đi cách ly chứ không sợ đói đâu nha, vẫn có thể đặt Grab được về nhà, về khách sạn, rồi họ gửi ở dưới lễ tân, họ sẽ mang lên cho mình. Một em xúc xích omachi, sốt tôm, phô mai, trứng muối. Cái gói sốt trộn với một cái gói phô mai trứng muối nè mọi người. Tèn tèn. Bữa tối đã xong.
Trời ơi, vẫn rất là trộm bí, hy vọng là ngày mai tụi mình sẽ âm tính và được đi chơi thoải mái. Cũng như là ngày mai tụi mình sẽ ăn sọc Bangkok luôn mọi người ơi. Mọi người coi cái clip ngày hôm nay mọi người có thấy nhớ Bangkok không? Tức là những bạn nào mà đã đi Bangkok rồi thì sẽ... Mình nghĩ là coi clip thôi là cũng đã có cảm giác mà kiểu bồi hồi giống như mình rồi á. Bạn nào mà đi Bangkok rồi sẽ rất là mê. Có một cái năm đó mình đi chắc đâu đó 4 lần ở Bangkok. Một năm đó nha, đi 4 chuyến Bangkok. Và nói chung là đường phố ở Bangkok này nọ mình đi mình thấy rất là quen thuộc, thấy rất là thân quen, đúng thiệt là đi về quê vậy á. Và hôm nay mình đi quay lại thì thấy thành phố nó không có đông như là hồi xưa. Mình thấy nó cũng vắng hơn một xíu. Rồi nói chung là đi nhìn cảnh quan này, nhìn nó đẹp này, nhìn được quay trở về cái không khí nóng được như vậy thì mình cũng đã thấy rất là thoải mái, rất là thích. Bây giờ thì chờ ăn tối, ở đây nghỉ ngơi. Xong rồi sáng mai thì chắc là sẽ có kết quả từ bệnh viện gửi qua khách sạn, xong rồi họ sẽ báo với mình. Xong rồi sau đó thì mình nghe nói là mình sẽ cài một cái app ứng dụng gì đó của Thái. Xong rồi mình sẽ update cái bản lên đó, nó giống như là PC Covid của Việt Nam vậy đó. Và mình sẽ dùng cái app đó để mà đi ra ngoài, đi tham quan. Hình như là đi mấy nhiều nơi nó cũng bắt quét mã hay kiểu vậy vậy đó. Mà nói chung mà đi chơi thì mình cũng không chủ quan nha mọi người. Tại vì mình hôm qua mình đọc thông tin là ở Thái á, mỗi ngày là khoảng 20,000 ca á, chứ cũng không ít đâu. Kiểu dịch ở bên này nó vẫn còn đang cũng nhiều lắm. Cho nên là mình đi thì mình cũng tự bảo vệ bản thân mình cẩn thận thôi. Sắp được ăn rồi. Ủa giống nhau mà. Đóng gói cũng kỹ quá ha. Có đá không vậy? Đấy. Nhưng mà phát hiện ra là không có muỗng. Sợ không có đá thôi chứ có muỗng không kìa. Trời nhiều quá à. Too much. Hồi trước mình ăn hai người một ly á. À, bây giờ mỗi đứa một ly mọc đệt luôn. Miss Fred, tụi mình order mọi người trả qua GrabPay rồi trả qua thẻ tín dụng á. Xong mà nhập mã vô còn được giảm 50 bạc nữa. Mà phí ship chỉ có 15 bạc thôi, quá rẻ luôn á. Ship 15 bạc là tính ra có 10,000 tiền ship à. In. Giống như buổi tối rồi. Hết rồi, có xả hàng toàn không sao. Có sữa nữa nè mọi người. Creamy. Ê, các bạn cách ly thì nhớ mang thêm một chiếc laptop hoặc là một chiếc iPad để mà giải trí nhé. Chứ TV trong phòng thì không có coi được cái gì đâu. Hello mọi người, hôm nay là buổi sáng ở Bangkok và bây giờ là 10 giờ sáng rồi. Hồi sáng lúc mà 7 giờ sáng thì mình có gọi xuống dưới, mình hỏi có kết quả chưa thì họ bảo là chưa. Xong rồi hồi nãy cách đây khoảng 10 phút là mình gọi xuống thì họ cũng bảo là chưa luôn. Xong rồi 5 phút sau thì họ gọi lại cho mình và họ nói là kết quả của tụi mình. Nói chung là mọi người biết cái cảm xúc của mình lúc này là biết là kết quả là gì rồi. Negative tức là âm tính. Bây giờ thì tụi mình có thể check out khỏi khách sạn này, di chuyển đồ đạc qua khách sạn mới và bắt đầu chuỗi hành trình khám phá Bangkok của tụi mình. Ok, nói chung là đó, hôm qua giờ thì mình cũng kể cho mọi người nghe về quá trình của mình check in cách ly này kia như thế nào rồi. Cho nên là mình hy vọng là sau tập này thì sẽ là những cái tập mà ăn uống vui chơi này nọ rất là thoải mái, rất là vui ở Bangkok. Mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Còn bây giờ thì chắc là cái video này tại đây nha. Nếu các bạn thích video này, tại đây. Like, subscribe, follow mình trên Instagram với là Sophia. Bây giờ thì tạm biệt. Bye bye.